quân phóng sử mẹp cho nam chá lúc nè. Tôi bây chìa đồng nà mình bị khá mình lỡ, bị khá khá lỡ. Vân tay có chìa cho nam mùi đại dương ai cho lòng cắt phốt rồi hôm đó lần nè. Chẳng ấy, dương cục bông tay chô tay khá nông cho nam thông bày mùi bình xanh tiết nè khá nông chú vật bà dương. Đối chân ấy chìa riêng mà riêng chăm khá luôn đồng bây thư ở vây để thông bày cùng túc ở vây đại chá. Để mình lỡ hay nợ bằng to nè khá nông chú vật thông bày bà luôn nè. Nhưng ngay bây giờ là bây giờ chúng ta trông bằng cách mà nó lộp một bằng cách mà nó lộp bằng miền cổ bà hát ở tây đó chạy lẹ ở bằng tổ xâm rạp dương tạo khả nịa đại chiếm mà nó tìm mùi bằng trong miền tùm nẹ tùm nông cho mùi dương tùm nẹ tùm nông sát sát cho mùi dương chẳng bàn chế bằng cách dương bọc ở miền lẹ khả nạc đôi bằng tổ đảm bây ở dương tạo khả nịa ai miền tùm nẹ tùm nông sát sát cho mùi nâng bằng tổ. Vì thế này, lúc này tạo khả chia sập hiệu nhầm sống tốt á, chia sập hiệu vẹn rư có chia mình úc đại bệ chìm chá bằng cách đảm bây ở miền tầm nẹ tầm nôn chung mùi nâng bệ chìm chá. Tuy bí bằng bàn bằng cách bằng chăng thua chia bùm nẹ xâm rạp dương tạo khả bằng chăng ở dương tạo khả bàn bằng bẹ tầm lưu bằng tốt. Cứ mình chăng ở dương tạo khả nơi ai cao rư có rú tam rồi biết rồi bao giờ thì vận tải bà ông cướp đi với liệp bà ông chẳng ở dương bưng bẹt tờ đó bà ông toàn nước cứ chia ở quay để chia bầm non hạ tây bọc bẹt chấm cha xâm rạp dương tờ này bà ông mình ban bằng can mà đu mô ở mình đu cứ chia mình đu đại ai cả riêng như thế vận tải ở mình đu cứ chia mình đu đại bưng bẹt tờ lược bẹt chấm cha chẳng ban chia mình đu dương mơ nơi lơ lộc này mình đu rốt sát na mình đu rốt sai sinh tiệt đầm bay chia bầm nẹ rồi bắt chuột bắt kê, bị pru mình đâu mình nẹ mình ai cho luôn ai ban, cái tay tay bật copy một pel tay một pel, chẳng cái tờ cá đầm bay ở kê ai thưa ở vậy đại pro sao nửa con chuột bắt kê, chúng ta kê rót tờ rót sát na, kê rót tờ rót cái lại sen tiệt, rót kru mo, rú rót ở vậy sen tiệt đầm bay chia bầm nẹ này chuột rồi bắt bắt kê toàn, phần thái dương tạo khnhiệt đại chín đã chưa lớp ong. Phong trăng ở dương bưng bẹt từ lơ phong tỏ cướp tiền chi vật rồi bỏ dương tỏ khnề amen đức chúa nên cứ chia chấm nói tầm khăn tầm rạp dương tỏ khnề bởi dương mơ nơi tầm ai đào bê để chôn chít Israel từ ban chưa rơ đòi bê chấm chặt chia bởi chia đi đọc bởi sách bảo phong phong trăng miên tầm nẹt tầm long chấm mũi bộ kê hai phong trăng ở cái bưng bẹt từ lơ phong cướp về với liền. Vẫn tại chân chị Israel miễn trở rắc rưng trở trễ hay miễn trở rắc bạc bảo trong ruốc đòi khuôn ai kê tay tại đá tranh bì bè vì mùi bê tầng mùi bê kê đá tranh bì bà ông rồi hốt đó bê kê chua bánh ha kê tầng lọc mà rô bê châm chạc vinh. Vẫn tại đòi xa tay bà hà tây đó là ô rô bê châm chạc bà ông nơi ta túc lâu ở kê ai tầng lọc mà rô bê châm chạc vinh. Không có bí bàn trái nhận cho bác thả. Đói xa tại các phía rừng cho trẻ. Nâng ca bác bao rồi bác chân chít Israel. Chân chít Israel phía bán nâng mê. Đại chọp nâng đàm. Phía bán nâng mê tùm bèng bà chú. Đại chọp nâng đàm cư bà ông bà tòa. Đại bà ông bàn chưa rước bộ kê. Đói xa tại bộ kê bỏ rõ rõ bộ kê. Không có bí bàn trái thả bà ông bàn cắt mê nô. Chảnh. Cắt mấy khá chảnh hãy dốc chương dốc nẹ đai mình men chỉ chôn chít Israel dốc tập xàm priếp ba nâng dốc mấy tùm bèng bài chú prây dốc tập xàm mấy nơi lơ mấy tùm bèng bài chú sọc đầm bây ở dương ai chuộp cho mùi bóng dương ai bưng bẹt từ lửa bóng toán nâng miên tùm nẹ tùm nông cho mùi nâng bóng nước khốn nông sắp hơ rôm cho phúc tì đập muối khó tì đập rầm buồn bàn trái tha bà hai chị nẹ bố tha bà chìa mà cha bàn cắt mêch tiàng nút cháu đàm bây dô khốn nhóm mộc xăm chùm nua mên hai bà ông cắt mêch tiàng nút cháu một bì mêch tiàng nút miên chùm nửa rì ai nẹ vinh nẹ nơi chóp nâng đa một bì nẹ miên chùm nửa đôi chứ nè cùng lơ khốn xót lời tự phê khai vinh. Phải ông bàn rơ dương mô, hãy đại dương xăm chú mươi nâng đàm. Ở dương bàn nơi chọp chú mươi nâng phong tỏ. Ở trên dương tạc nia cua tại xoay chùl, ông bì bầm nông phá tây bọc bè, xâm rạp chí vật bà dương.
chúng nam thầm ấy đi xôm ở lục nè tao khen nhớ căn tài chết sanh chúng mới bệt chúng mới chả xôm ở lục nè tao khen nhớ căn tài miên lệ nực nông ca bưng phải từ lừa bệt chúng mới chả nực nông chúng mới công miên lệ bưng từ lừa sự mặt phìp rồi bỏ luôn ai nô lời nực nông sập hư Johann chụp bút tì đập răng kho tì buồn bàn trái tha chỗ khất nơi chọp nâng khyông đôi khyông khất nơi chọp nâng nẹ rõ khả nịa đài bây xu miên bè mần tôi tha chỗ khất nơi chọp nâng khyông dựng nâng hai tha bê đầy nì dây em bì khá khất nơi chọp miên nây tha chứ ca đài nơi chỉ muối rứ nơi khả nông cà lành tài muối đài ách bưng bẹ chù muối khả nịa rứ cò ruốc nơi chù muối khả nịa chia sạch nhiệt đôi chứ nế bây giờ miền bắc tu thái chỗ sát nơi chọp nơi nhóm đôi nhóm sát nơi chọp nơi nẻ rọ kia cùng bay tranh pi phong cùng tới na chăng ai vận thái nơi chọp chỉ muối nâng phong toàn ta ai lấy đi phong nơi chọp nâng lục nẻ rọ kia đại rồi tê nơi chọp mình chẳng nghe pi phu phong nơi chỉ muối lục nẻ thằng rọ kia Phật bảo mấy mình thất nơi chốt nâng đàm tí vì bụng ai bằng cách phó đổi ai ai bàn lời. Bây giờ chúng ta bảo bởi sân này chỉ nhẹ đánh bí khí nhỏ nhẹ ở miền phó nơi khổng chí vật tí. Miền này thà cực tiếng mấy tổ tùa xa rực thiết trên châm nâng bằng cách phó phái trên bí đàm. Nhưng chỉ mấy bí chìm chắc chỉ đàm. Phải chìm chắc chìa nẹ đại bằng cách đại thư ở dương tạc nia ban tạc tua xa được thiết trình châm nâng bằng cách phát phái nơi khổ nông chư vật bởi dương. Bởi dương đã tranh phí bóng dương khổ miên bởi giáo ấy tạc ốc nơi khổ nông chư vật bởi dương. Rí ai nẹ rõ khổ nia có đôi chân đại bao mình thất nơi chốt nơi khổ nông tê nẹ rõ khổ nia bùng ách bằng cách phát ban tòa tài xa. Khổ nhóm ni hai chìa đam tùm bèng bài chú nẹ rùa khá rõ khá chìa mệt nẹ ná sát nơi chọp nâng khá nhóm hai khá nhóm nơi chọp nâng nẹ nút tớ nẹ nút bằng cách phó bàn tràn bà đách bì khá nhóm nẹ rõ khá nha bùng ai thư ở vầy cách lại nhưng đăng hai tha bê xu chưa bỏ phúc để ai bắt đó ở dương ai xâm rách nơi cụp ở vầy vầy tương ốc nơi khá nông chú vật bỏ dương Phật ông chỉ bảo phúc nguôi đỏ cha xâm rạp chỉ vật bỏ dưỡng. Đối chứ này, bê na đầy dương bưng bay từ lửa Phật ông. Phật ông đừng thua ca nơi khổ nông chủ vật bỏ dưỡng. Bê đầy dương an này nhát ôi Phật ông thua ca nơi khổ nông chủ vật bỏ dưỡng. Phật ông đừng thua ca nơi khổ nông chủ vật bỏ dưỡng toàn. Bí bố Phật ông chẳng chia bụng nẹ xâm rạp chỉ vật bỏ dưỡng toàn. Phật ông chẳng biến tùm nẹ tùm rộng chất sân đất chỉ mua dưỡng. Hỏi chẳng chia bụng nẹ xâm rạp chỉ vật ra bao giờ tụ bây chia mà đo mà ca dương bản đa tranh phi bóng dương bạc đại sai bảo bảo dương bạc đại sai bóng có bàn tay bóng nơi tại tiệm luôn xâm rạp chia bùm nẹ rồi bỏ dương tỏ khả nè đôi chân khăn ông bọt cầm bì bàn tranh tha chỗ khách nơi chọp nâng bệ chìm chạm chỗ khách nơi chọp nâng bệ xu kris dương đăng hai tháp bảo mấy chọp nâng đá ấm mấy nụ viên phân phải tờ lửa đá ấm tầng xong mẹ nón mấy nút tờ ca chiết tức tờ ca xa được thiết xem xem đã bay trình châm tranh vị đạo nó ảnh vì mình ai bằng cách xa được thiết từng áo nút đòi khuôn ảnh bàn nó lời tại vì tờ bưng bài từ lửa đạo tiếng sông vì mình ai bằng cách khuôn ảnh thì vẫn tại bên đó để dưỡng cắt mấy mùi tránh mấy nút vì nâng mình ai bưng bài từ lửa đạo tiết đi vì nâng đại xa được thiết từng áo xâm rạp trình châm chỉ vật bảo vía tranh bị đàm chẳng vía tờ bình tĩnh mà đoán vía tờ sẽ làm hai vía có mình ai bằng cái phá phái đây phá phái đây miễn nơi lưu mê tầng ó cứ tranh bị đàm nó ai đây bằng cái ở mê nụ miễn phá phái đối chứ này ở vầy vầy đây là ô đại miễn nơi không chỉ vật bảo dương cứ tranh một bị bệnh chứ mà chẳng chỗ chế ô bà côn phá ông cổ bê về lìa cúp cả lại thì sạ từng óc này không chịu vật bao dương cua tại che o về côn bề chìm chặt nước đỏ côn phong đại phong bản thư nơi không chịu vật bao dương dương o về côn phong đại phong bản thư nơi không chịu vật bao dương cả pi
ឆ្នាំ2022យើងអាចនឹងមានលេសថាខ្ញុំជួបបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវនេះលោកអ្នកកំពុងតែឈរនៅឆ្នាំ2023ដូច្នេះលោកអ្នកអាចកន្លងផុតមកអាចឆ្លងកាត់ឬស៊ូទ្រាំរហូតដល់ឆ្នាំ23នេះគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកទាំងគ្នាអាមែនយ៉ាដូច្នេះលោកអ្នកភ្លេចអំពីការទាំងអស់ហ្នឹងឯងយើងមើលអំពីការដែលជួលស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រះជាម្ចាស់ការស្ថិតនៅជាប់ព្រះជាម្ចាស់ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់យើងជាផ្នែកមួយនៃដើមបើដើមស្លាប់យើងក៏ស្លាប់បើដើមរស់យើងក៏រស់តើដើមយើងស្លាប់ឬរស់រស់ហ៎ដូច្នេះបើដើមរស់យើងនៅជាប់នឹងដើមយើងនឹងរស់ដែរយើងអរគុណព្រះអង្គប្រហែលថ្ងៃមុនយើងធ្វើពិធីបុណ្យនៅឯមិនចឹងទេយើងហៅថាពិធីបុណ្យប្រារព្ធកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយជឹងអបអរនៅការគោរពកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមាន2ដងទី1ពេលព្រះអង្គប្រសូតជាមួយនឹងនាងម៉ារីទី2ពេលដែលព្រះអង្គមានបជន់រស់ឡើងវិញដោយសារតែព្រះអង្គមានបជន់រស់ឡើងវិញទើបបានយើងអាចធ្វើខួបកំណើតទី1បានមែនអត់យើងនឹងមិនដែលធ្វើខួបកំណើតអ្នកស្លាប់ហើយនោះទេតែយើងធ្វើខួបកំណើតរបស់អ្នកដែលនៅមានជីវិតដូច្នេះដោយសារតែកំណើតទី2របស់ព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គមានបជន់រស់ឡើងវិញទើបបានយើងអាចប្រពខួបកំណើតទី1របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយអ្វីដែលព្រះអង្គមានបជន់រស់ឡើងវិញគឺសម្រាប់យើងទាំងគ្នាឲ្យយើងទាំងគ្នាអាចពំនាក់ទៅដល់ព្រះអង្គផ្ទាល់អាចជប់ព្រះអង្គជាទីពឹងពាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់បើព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតយើងប្រហែលជាគ្មានអ្នកពឹងពាក់ទេតែព្រះអង្គមានបជន់រស់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងទើបបានយើងអាចពឹងពាក់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះព្រះអង្គការដែលយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គមានន័យថាយើងជាផ្នែកមួយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់សូមចាក់ឫសរបស់អ្នកទាំងគ្នានៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះអ្នកជាផ្នែកបឺតយកសារធាតុទាំងអស់ពីដើមដោយសារតែអ្នកជាផ្នែកនៃដើមដូចដែលនៅក្នុងសភៅអេពីសូតចម្ពោះទី3ខទី17បានចែងថាសូមព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងចិត្តបងប្អូនដោយជំនឿសូមឲ្យបងប្អូនបានចាក់ឫសយ៉ាងមាំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកទាំងគ្នាជាផ្នែកមួយដែលនៅជាសមាជិកនៃព្រះកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកគឺជាព្រះកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាផ្នែកមួយដែលនៅក្នុងព្រះកាយឬក៏យើងហៅថាជាសរីរាង្គមួយនៅក្នុងព្រះកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានអ្នកខ្លះជាភ្នែករបស់ព្រះអង្គមានអ្នកខ្លះជាមាត់មានអ្នកខ្លះជាដៃមានអ្នកខ្លះជាជើងមានអ្នកខ្លះជាច្មោះមានអ្នកខ្លះជាត្រចៀកដូចជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសរីរាង្គរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាយើងនៅក្នុងព្រះកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងរស់នៅយើងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់គឺដើម្បីកសាងព្រះកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនដូច្នេះយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីកសាងព្រះកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចដែលនៅក្នុងសភៅ1កូរិនថូសចំពុកទី12ខទី13បានចែងថាព្រះគ្រីស្ទប្រៀបបាននឹងរូបកាយមួយដែលចែកចេញជាច្រើនផ្នែកទោះបីមានសរីរាង្គច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សរីរាង្គទាំងនោះផ្សំគ្នាជារូបកាយតែមួយដែរលោកអ្នកទាំងគ្នាជាសរីរាង្គនៅក្នុងព្រះកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះឆ្នាំថ្មីនេះគួរតែដឹងប្រកាសថាតើខ្ញុំដែលជាផ្នែកនៃសរីរាង្គមួយក្នុងព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំគួរតែធ្វើអ្វីសម្រាប់ជួយដល់ព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ខទី13
dân tiền ọc nia tu bây chỉ sạc dụ nà cái đây sạc cái đây nẹ nghe cái đây nẹ chia cái đây có dân tổ tu bị thi trong bối tức khăn ông bè vì nhiên tại mùi đảm bây xóm cái nia là ơn chia bè cai tại mùi hơi dân tiền ọc nia xuất tại tổ tu vì nhiên tại mùi đây dân miền bè vì nhiên đầu xuất đôi đôi cái nia bè vì nhiên đọc xuất cùng nơi khăn ông chỉ vật và lục nẹ tặng ọc nia đầm bay chui lục nẹt tàng khnía, bề su miền bề tu tha, bề để nhom giềng tới nhom đằng ao bề đại chui cà pịa muối, rứ có bề đại cẩm san chất muối ở cung nơi cần đa chầm nào giềng rọ khnía, cứ bề đại đằng đòn bực sa dọ bò đòi giềng tàng khnía nơi cướp cái ca để giềng thưa nói, hỏi bề đại chui tàng đòi giềng tàng khnía, giềng có bề ban đằng tiếng đằng đông sẽ lá muối nơi khnông đầm nặng ra bọc bề chìm chặt đây. Dương chỉ nẹ đại trung đồng nặng rô bọc bọn là dương đăng hai tha tuôn đi ti rô bọc dương tỏa khí chỉ nẹ đại có sáng đồng nặng rô bọc bệnh chìm chạc là dương chỉ nẹ đại thư ở đồng nặng nụ căn tài rịch thông thuật là vì vô dương tỏa khí chia sẽ là đại miền chi vật mình mình chia sẽ là đại sạp nổi tế tại chia sẽ là đại rừng mòm tại miền chi vật đảm bày trong ràn làng. Đức chân này đồng nặng bóp rết chìm chàng. Có sang là ưng bi sẽ là đại miền chí vật. Bà sẽ là nụ miền chí vật. Sẽ là nụ lần thư áo đồng nặng nụ căn thay trong ràn làng. Bà sát rư có bè vị hìa xem xem kì có sang bị đồng thơ mô phiếp rừng mòm là o mềm tên. Bên tay chấm nói mùi đài mình là o nô cư mình ạ. Tuộc bây chỉ về nơi rồi dạy bây mùi bọn chân năm. Rư pram bọn chân năm có cần lại nô nơi tay đã đài. Viên mình đài rì thông chừng năng thế chưa đài ọt. Bạn viên năng mình đài thông hay viên năng mình đài chấm ra là thông chừng năng thế. Bên tay lúc nẹ tỏa khỉa bìa bàn năng sẽ là đại miền chi vật. Bà sẽ là đại miền chi vật. Miền này tham miền phía bằng mõm. Hơi có miền ca châm ra là nơi khổng chi vật. Rồi bỏ dương thọ khả nha này. Dương mơ nơi khổng sắp hơi Petro sai tì bì. Ở tốt sai tì mùi chung phúc tì bì. Kho tì buôn nâng kho tì bàm. Sống bóng bốn chô tới chất bà Chris. Chia sẽ là miền chỉ đỏ miền chỉ vật. Chia sẽ là đại mân ưu lô bản bóng bóng chào tại bệ chìm cha bản chữ đương dô. Phú trung chuyên dô tha miền đồng lại vì sao. Rí ai bóng phá ôn vinh. Bóng phá ôn phía bàn nâng sẽ là đỏ miền chỉ vật đại. Đôi chân chô đông kia là có sang bệ đồng nặng ở đó bọc bệ vì nhiên. Thưa chìa krom bố chìa cha đòi xuất đảm bây thoai dành bố chìa khang vị nhiên chìa ti qua bà tây bệ chìm chạc tam rà dẹp bệ kris. Như thế này, khăn ông bỏ bì bàn trái anh tha bệ kris bệ bà nâng sẽ là đại miên chì vật. Đại dân hai tha Petra cứ sẽ là đại miên chì vật. Đại ai ôi lục nẹ tọc nìa bưng bệ bàn. Ở nẹ đại nơi chọp cho mùi nâng sẽ là đại miên chí vật. Phía ba nâng mê đại nơi chọp nâng đào. Kê nâng khai tới chia sẽ là đạo miên chí vật đại. Đức chân này lúc nẹ tỏ khí chì Peter, Petros. Chì thơ mò đông thơ mò đại tôi đại có sáng đồng nặng ở đó bọc bệ chìm chạc. Nông có bi bàn trai anh tha chô thư chì krum. Bố chìa cha đo vì sốt. Xông xâm đai anh lạc nặng. Rồi bỏ lúc nè. Xâm đai anh ạc cặp kê rìa bỏ lúc nè. Ôi bỏ sốt rứ gò priếp ban nâng bố chìa cha. Xông công xâm đai anh tam rồi biếp lúc ấy nữa lời. Tại xâm đai anh tam rồi biếp bố chìa cha. Phá ông trung qua bà tây ở dương tỏ khí. Chia sẻ là chìa bố chìa cha đài có sáng đồng nặng. Rõ bọc bệnh chìa mà chạp tỏa. Khi chăm bớt nó khăn ông ế sai chăm bốc tí mà phải phẩm bảy.
ខទី16ហេតុនេះព្រះជាអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងយកថ្មមួយដុំមកដាក់ធ្វើជាគ្រឹះនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនដើម្បីលបងលោអ្នករាល់គ្នាថ្មនោះជាថ្មដ៏សំខាន់និងមានតម្លៃហើយជាគ្រឹះដ៏មាំអ្នកណាពឹងផ្អែកលើថ្មនោះអ្នកនោះមុខជាបានរឹងមាំមិនខានដូច្នេះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាបានពឹងផ្អែកទៅលើព្រះអង្គផ្ទាល់រស់នៅជាប់នឹងជាមួយព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គដែរដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គដែលជាសិលាដែលមានជីវិតដែរយើងទៅម្នាក់ម្នាក់គឺជាសិលាសម្រាប់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចកសាងដំណាក់របស់ព្រះអង្គនៅលើជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ចំណុចទី3ពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងទាំងគ្នានឹងបង្កើតផលផ្លែអាមែនដូច្នេះពេលដែលយើងនៅជាប់ព្រះអង្គយើងនឹងមានផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតវាយើងនឹងមានផលផ្លែសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃប្រៀបបាននឹងប្រពោះដែលហូរមកចូលដែលហូរចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំមើលនៅក្នុងសភុទំនប់ដងកາງចម្ពុះទី104ខទី13បើលោកអ្នកមានព្រះគម្ពីរសូមបើកជាមួយខ្ញុំពីស្ថានដ៏ខ្ពស់ព្រះអង្គបានស្រោចស្រពភ្នំទាំងឡាយហើយព្រះអង្គប្រទានឲ្យផែនដីមានទឹកយ៉ាងបរិបូរព្រះអង្គធ្វើឲ្យស្មៅដុះឡើងសម្រាប់ជាចំណីសัตว์ព្រះអង្គធ្វើឲ្យដំណាំដុះឡើងសម្រាប់មនុស្សលោកដើម្បីឲ្យគេមានអាហារបរិភោគមានស្រាទំពាំងបាយជូរផឹកឲ្យសប្បាយចិត្តមានប្រេងសម្រាប់លាបមុខឲ្យបានស្រស់ស្អាតព្រមទាំងម្ហូបអាហារបរិភោគឲ្យមានកម្លាំងព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យលោកអ្នកទាំងគ្នានៅពេលដែលលោកអ្នកនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់គ្រប់កិច្ចការដែលលោកអ្នកធ្វើវានឹងបង្កើតផលប្រៀបបាននឹងមានទឹកដែលស្រោចស្រពនៅលើជីវិតរបស់លោកអ្នកជុំការពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដែលយើងនៅជាប់នឹងជាមួយព្រះអង្គទោះបីជាយើងទាំងគ្នាមើលទៅប្រហែលជាមិនមានផលល្អប៉ុន្តែយើងនឹងឃើញការបង្កើតផលដោយសារព្រះអង្គជាអ្នកដែលប្រទានពរទៅដល់កិច្ចការដែលយើងធ្វើដូច្នេះឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាឆ្នាំដែលយើងត្រូវខិតចូលទៅជិតព្រះអង្គកាន់តែមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គហើយកាន់តែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យគ្រប់កិច្ចការដែលយើងធ្វើចាប់ផ្ដើមបង្កើតផលមួយជា30មួយជា60និងមួយជា100នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែបង្កើតផលមិនមែនគ្រាន់តែផ្ដល់ផលជាប្រពោនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែផ្ដល់ផលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដែរវាចាំបាច់ណាស់ដែលយើងទាំងគ្នាត្រូវមានលក្ខណៈល្អដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលផលល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនណាជាយើងគ្មានលក្ខណៈល្អនោះទេយើងក៏មិនអាចទទួលផលល្អនោះដែរនៅក្នុងសភៅកាឡាទីជំពូកទី5ខ22 23បានចែងថារីឯផលដែលកើតចេញពីព្រះវិញ្ញាណគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរសេចក្តីសុខសាន្តចិត្តអត់ធ្មត់ចិត្តសប្បុរសចិត្តសន្តោសមេត្តាជំនឿចិត្តស្លូតបូតនិងចេះទប់ចិត្តខ្លួនឯងសូមឲ្យផលខាងវិញ្ញាណទាំងអស់នេះកើតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកគ្រប់ទាំងអ្នកដែលជឿទាំងអស់នឹងមានផលខាងវិញ្ញាណនោះឯងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណគង់នៅក្នុងយើងផ្ទាល់ព្រះវិញ្ញាណនឹងបង្កើតផលនោះឯងគឺបង្កើតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអំណរជាសេចក្តីសុខសាន្តហើយយើងសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គថាខ្ញុំមានអំណរនិងមានសេចក្តីសុខសាន្តតើខ្ញុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីណាពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលមិនអាចជួយទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតបាននោះឡើយប៉ុន្តែបើលោកអ្នកតោះគ្នាបើកចិត្តសម្រាប់ព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកតោះគ្នាคลายទៅជាមនុស្សដែលអាចមានប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតសូមកុំគ្រាន់តែគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកណានោះឡើយតែសូមឲ្យឆ្នាំថ្មីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអ
Đôi chân này Paul tiếng bẩm buôn đại miên nó không sắp hơi cả là tì. Cứ chìa Paul đại lục nè tóc nìa nơi chọp cho mùi nâng bọc. Chìa Paul này bè vì nhiên đau sất đại cung nơi cần đá trong nào ông lục nè tóc nìa. Xôm ỏi bè vì nhiên đau với sất bàn bằng cả Paul nụ nơi không chìa vụt bọn lục nè rõ nìa. Chúng ta dừng chập đám chung ngọt bì chìa vụt bọn dừng. Dừng áp đăng bọn tốt vì dương chưa bọn dương hạ bay chỉ phát bài chỉ vứt dương khó lọc tay chỉ một nụ đại cầm nành một nụ đại mái xuất tại vì dương chưa bọn dương hạ bay đôi chỉ miên sọc chất sọc bọn viết mà đăng thảm máu bì nà nơi không chủ vứt bao dương nhầm pháp lúc nè tọc nè xông cũng chung ngọt bì ca tầng ngọt nụ lời bè vì nhiên đau xuất cũng phụng tại thua ca nơi không chủ vứt bao lúc nè. Amen. Đức chân này xông ôi anh nhạt ôi bệnh nhiên nơi tới bản to thuê ca nơi khốn nông chủ vật bỏ luộc nè. Nơi khốn nông sắp hơ giá cổ ở tổ sắp hơ rôm trong phục tì pram khó tì bay tờ đó khó tì pram nhằm an chún. Mình tay bản nọc sao nơi bê dương rôn tốc bê tên nìa dương nơi tại cuộc mục đó đài là bố dương đăng thả tốc bê tên nìa nòm ở dương chế ọt mụt ca ọt mụt nòm ở dương chế su tròm hay ca su tròm nòm ở dương miên sẽ cái đấy sẵn khẩm dương thật đăng bà gọt thả bê muốn bê để dương chưa bà ông dương chuộp nâng bánh hà nâng không chủ vật bà dương bánh hà miên cố mầm nòng mùi cứ bầm plan chỉ vật bao dương toàn mẹ nó cứ bầm plan dương toàn khnề vận tải pê để dương miên phong pê để dương chuốc đừng pan nhà nó không chỉ vật bao dương phong bàn bầm plan bầm plan pan nhà nó ao tư chỉ miên bao giáo sản phẩm chỉ vật bao dương dương mơ khơi nhầm pi sai chỉ vật bao pre su kris pê để kê chạp phong vô tới sáng phụ a cha phụ bần đất kháng về đây phụ khẩn nạp phá rơ si nâng phụ sật trâu tiền lai chạp đám cất tha vì bệnh chọc hay thông ơ nâng trâu bán bệnh chọc hay cùng rôn ca rồi bọc bệnh trâu bán bệnh chọc hay bần thái đòi xa tại kê chắc kháng bệnh giê-xu nụ ai tớp dương tỏ khả nìa nâng ở bên nè dương miên chi vất ruộm cho mùi bệnh giê-xu Christ. Amen. Nhóm pháp lục nè bê để kê chạp bê su Chris nhóm chưa tha xa vẹn rồi bọc bọc ông thì khá giang khăng hơi xâm rõ tức bê này và hai chiếc bạch bóng sẽ cái đây sân khâm phần tài bê đại bọc ông miền bà chôn râu làng vinh tư bản kê đăng thả bê chìm chá ai thư ca ạc rộng ôi tư chì miền phò lọ xâm rạp chì vượt rồi bọc mà đúng. Tôi chân này lúc này thằng kia tôi bây chỉ lúc này cầm phong tại miền sàn phía bây cái đó rất chăm chá trung đừng thư ca từng áo nụ ôi tớ chỉ miền thọ lọ xâm rạp lúc này thằng kia. Amen. Xung lúc này thằng kia cao chỗ là chân năm thầm ấy đi chân năm đại dương cua tầm miên tầm nhẹ tầm nón can thể chất sinh cho mỗi bề chúng cha chia cho nam đại dương cua tại bưng phải thể lực bề can thể chia ra làng để không chịu vượt bờ dương toàn công bưng phải lời cầm lăng luôn ai nói lại tại sông bưng phải thể lực bề chúng cha để không chịu vượt bờ lục nè đồng bây ở bề chúng cha ai thua ca để không chịu vượt lục nè can thể chia ra làng can thể chia ra làng chân nam cha dương bưng phải tính tại chân nam thay sông ở bưng phải lỡ bè khăn tại chân làng nước non chuột mà lục nè sông ở tịch hàn ở bắc quân phong sông lướt sông lấy ở bắc quân phong sắm rạp chân nam cha hơi rạp phong thả chân nam thay dương nương bưng phải phong khăn tại khang làng sông lướt sông lấy ngọc nè
ព្រះអង្គតែងតែប្រណីស្ដោះនឹងជួយទូមង្គមឲ្យទូមង្គមអាចឆ្លងកាត់ផុតរមូតមកដល់ឆ្នាំថ្មីនេះព្រះអង្គដែលជាព្រះដែលមានវិជាស្ដាសូមឲ្យឆ្នាំថ្មីនេះព្រះអង្គឲ្យទូមង្គមកាន់តែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គនិងកាន់តែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូមង្គមគ្រប់កិច្ចការដែលទូមង្គមធ្វើព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមប្រទានពរដល់ទូមង្គមម្នាក់ម្នាក់ឲ្យទូមង្គមបានចម
mà đòn tiệt thả ở rì chơi rì chân nằm thầm mây.